Sa thú lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong Rome, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng hiện tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán chức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên, chúng con xin nồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng, dạ, ra phần lễ bái tam bảo tụng kinh tòa trì quý giới. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng trong rung mà kính cung thiền đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ đến ôn bài kinh pháp cú số 162 ạ. Dạ, kính bạch đại đức tuệ đức, không biết đại đức có chiếc máy không ạ? Dạ, con kính cung thức. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh pháp cú câu số 162. Giá sa ác chan ta đô si la yang mà lu hòa xà la mi vô ta tăng ca rô ti sô ta thát ta năng giác tha năng ít cha ti đi sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như dây leo ma lu hòa bám ghì đeo xiết, xa la chết dần. Nếu ta quá nhiễm dục trần, kẻ thù không giết, tự thân giết mình. Như dây leo bám xiết cây, cõi cành tàn tạ đợi ngày chết khô. Quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Dạ sa chan ta đô si la yang ma lu wa sa la mi wo ta tăng ca ro ti so ta tha ta năng ya tha năng i cha ti di so ya sa chan ta do se yang ma lu wa sa la mi wo ta tăng ca ro ti so ta tha ta năng ya tha năng i cha ti di so ya sa chan ta do se yang ma lu wa sa la mi wo ta tăng ca ro ti so ta tha ta năng ya tha năng nghi cha ti di so. Dạ, con xin hết ạ. Con xin người mít ở chợ đầu tràng. À, kính mời cô Rạng Đông ạ. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức tuệ đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đại đức tuệ đức. Con kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin đọc câu pháp cú số 162. Giá sa ấp chàng ta đút xin dằng mà lú hòa xà lá mi bốt ta tăng ca rô tí sô tá tháp tà năng gia thà năng ít trá tí đi sô giá xá ấp chẳng tá rút xin dần mà lú hòa xà lá mi vót tá tặng ca rô tí sô tá tháp tà năng gia thà năng ít trá tí đi sô giá xá ấp chẳng tá rút xin dần mà lú hòa xà lá mi vót tá tặng ca rô tí sô ta tháp tà năng
Yatha nang ichchati disu. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giá xá áp chăng tá đút xin dân mà lú hoa xà lá mi vót tá tăng ca rồ tí sô tá tháp tà nằng giá thà nằng ít trá tí đi sô. Như dây leo mà lú hoa bám ghi đeo xiết xa la chết dần. Nếu ta quá nhiễm dục trần, kẻ thù không giết, tự thân giết mình. Như dây leo bám xiết cây, cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô. Quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời bàn tay của cô Cẩm Dân, Sistina, Sis Quang Thâm. Kính mời quý vị nha, rộng đồng xin xuống mất. Sathu lăng thầy xin tặng đồng. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ đại đức Tể Đức. Kính chào cô tu nữ Như Pháp cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh pháp cú số 162. Yat sa akchanta dusiliyam maluva salami votanang karoti so tathatanang yathanang ichati diso yatsa akchanta dusiliyam maluva salami votatang karoti so tathatanang yathanang ichati diso yatsa akyan tadu siliang maluva salami votatang karoti so tathatanang yathanang ichati diso. Phá giới quá chậm như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Như dây leo maluva bám ghì đeo xiết xa la chết dần. Nếu ta nhiễm dục trần, nếu ta quá nhiễm dục trần, kẻ thù không giết, tự thân giết mình. Như dây leo bám xiết cây, cỗi cành tàn tạ đợi ngày chết thô. Quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Tha, dạ, con xin được xuống mic. À, mến mời Tina tiếp theo. Con kính đảnh lễ Văn Minh Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 162. Yes. Chẳng ta tu si la yang ma lu wa sa la la mi wo tan tang ka ro ti so ta 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 nang ya tha nang ik cha ti ti so ya sa a chẳng ta tu si la yang ma lu wa sa la mi wo ta tang ka ro ti so ta 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 năng yết tha năng ích cha ti ti so. Phá giới quả trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yan sa an chan ta dun si la yang ma lu wa sa la mi wam ta tang ka run ti so tan tan ta năng yan tha năng in cha ti di so
Yan sa achan ta dun si viyanang maluwa sa lamin wang tatang kamun tiso tatan tanang yan tanang in chati di su. Như dây leo mà lũ hoa bám ghì đeo xiết, xa la chết dần, nếu ta quá những dục trần, kẻ thù không giết, tự thân giết mình. Như dây leo bám xiết cây, cội cành tàn tạ, đợt này chết khô, quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính tri ân đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị là Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức con tu nữ Như Pháp. Dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ Như Pháp kính cảm ơn Thì Na Quang Thanh và Sức Trạng Đông đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ kính mời bàn tay Quang Thanh. Dạ Quang Thanh đã ôn bài chưa? Dạ cảm ơn Vinh Anh á. Ta cho bài học. Dạ Như Pháp kính lễ cô tu nữ Thâm Má Trá Rí. Dạ cô tu nữ Thâm Má Trá Rí có thể ôn bài không? Dạ nếu được thì kính mời bàn tay của cô ạ. Dạ Quang Thanh có ôn bài không? Quang Thanh ôn bài không cho một tín hiệu ạ. Dạ cô tu nữ không ôn bài. Quang Thanh có ôn bài không ạ? Quang Thanh ơi, Quang Thanh có ôn bài không cho một tín hiệu? Cũng không luôn. Ồ sao vậy? Sao hả vậy vào đầu trang mà không chịu ôn bài? Dạ vậy thôi, chắc là có lẽ là chưa chuẩn bị. Dạ Như Pháp xin phép được ôn bài trước ạ. Dạ cảm ơn Minh Pháp Thanh Á. Giá sa át cha chan ta đút sĩ lây dặn mà lưu hòa xà la mi bớt ta tăng ca rô ti sơ ta tha ta năng gia tha năng ít cha ti đi sơ. Ya sa at chat chan tat lut si la yang ma lu wa sa la mi bot tat tang ro ti so tat tha ta nang chat tha nang ik chat ti di so. Ya sa at chan tat lut si la yang ma lu wa sa la mi bot tat tang ka ro ti so tat tha ta tha ta năng gia tha năng ích chất tị đi sâu. Hóa giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ dạ cảm ơn Quang Thanh rất là nhiều. Và xa chanh ta đuôn si la văn mà lưu qua xa là mi bốt ta tăng cà rô ti sơ ta thát ta năng và tha năng ích chặt ti đi sâu. Và xa chanh ta đuôn si la văn mà lô qua xa mà mi bốt ta tăng cà rô ti sâu ta tháp ta năng dạ tha năng ít cà tịnh đi sâu. Như dây leo mà lô qua
bám ghì đeo xiết xa la chết dần. Nếu ta có nhiệm dục trần, kẻ thù không giết tự thân giết mình. Như dây leo bám xiết cây, cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô. Quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Như pháp kính cảm ơn đạo tràng và sa thú bàn thai của cô Cẩm Vân. Dạ, mời cô Cẩm Vân ôn bài, và nếu không có bàn tay nào đưa lên thì mời cô Cẩm Vân thỉnh pháp sư và thỉnh đại đức Minh Mẫn luôn ha. Dạ, như pháp khỏi cầm mít trở lại. Dạ, mời, kính mời cô. Dạ, sa thú lành thai. Cẩm Vân ôn bài. Còn xiết còn nhiều pháp, thỉnh pháp sư đi nha, Cẩm Vân chưa chuẩn bị nha, để Cẩm Vân trả bài thôi. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ giáo pháp, con kính định lễ Đức Tăng, con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong râm. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 162. Giác xá ác chan ta đúc si lăng danh ma lũ hoa xa lá mí quốc ta tăng ca rô chí sô ta thát ta năng giá tha năng ít chá tí đi sô giác xá ác chan ta đúc si lăng mà lũ hòa xà lá mì vốt tá tăng cá rô tí sô tát tháp tà năng giá tha năng ít chá tí đi sô giác xá át chan tá đúc si dân mà lũ hòa xà lá mì vốt tá tăng cá rô tí sô tát tháp tà năng giá tha năng ít chá tí đi xô. Khóa giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Như dây leo ma lú hoa, bám ghì đeo xiết xa la chết dần. Nếu ta quá nhiễm dục trần, kẻ thù không giết, tự thân giết mình. Như dây leo bám xiết cây, cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô. Quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã đồng ôn bài xong. Và kính mời bàn tay của cô tu nữ Như Pháp nha. Và mời cô. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha, dạ. Sa thú lành thai, kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cô kinh số. Trăm sáu mươi hai. Dạ, cảm ơn Vinh Vát Tha Ná cho biết được tín hiệu. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Cảm ơn Thina, cảm ơn Huynh Bách Thành Ná, cảm ơn cô Rạng Đông đã hoan hỷ lên ông bài cao pháp quốc kinh số 162. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho được phát biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, con thấy đồng hồ của con còn sớm 4 phút mà con đã thấy Đại Đức Minh Mẫn đã vào đạo tràng. Nếu sư đã chuẩn bị rồi, con cung thỉnh sư cho con một tín hiệu để con xin thay mặt đạo tràng cung kính pháp sư ạ. Dạ, Đại Đức Minh Mẫn có sức máy không, có cho phép con cung thỉnh pháp sư trong sớm mấy phút không ạ? Dạ, con kính tri ân. Dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng với Như Pháp
cùng thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thổi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ cảm ơn Thi Na cho Như Pháp biết được tín hiệu. Thi Na ơi, Thi Na chuẩn bị tinh thần mai mốt quá. Nếu mà không có ai thì Thi Na thỉnh pháp sư nha Thi Na. Từ từ dạ, để mà mọi người đều cùng làm việc với nhau để cho có sự giữ gìn cái room pháp cú cho được bền lâu. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 163. Dạ Như Pháp kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã cho bài học. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ sa thú lành thay. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Kính chúc mừng cô đã trở thành tu nữ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng nhau học kinh Pháp Cú với câu kệ tiếp theo là câu số 163. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần. Rồi sau đó chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu 160. Câu kệ 163 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất. Sukkarani asathuni. Sukkarani asathuni. Đoạn thứ hai.
Attano ahita nicha. Attano ahita nicha. Đoạn thứ ba. Dân quê hít tành chất xa thun chất. Dân quê hít tành chất xa thun chất. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Tăng quê paramat đúc cả rằng. Tăng quê paramat đúc cả rằng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất, chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, sukarani. Sukarani là từ cái chữ sukara. Sukara. Đây là một cái danh từ trung tính chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ani. Sukara, sukara này nếu mà mình tách ra nữa đó thì là tiếp động ngữ su cộng với là kara. Kara là danh động từ của cái động từ karoti, thành ra kara có nghĩa là làm. Chữ su là chỉ cho cái sự khéo léo dễ dàng, thành ra là sukara mình dịch đó là dễ làm hay là khéo làm. Rồi từ thứ hai, asathuni. Asathuni là từ cái chữ asathu tiếp theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là uni. Đây là danh từ vị ngữ u trung tính chia theo số nhiều. A sa thú mình cũng tách ra nữa là tiếp động ngữ á cộng với là sa thú. Á là một phủ định từ, còn từ sa thú đồng nghĩa với là kusala. Thành ra chữ sa thú mình dịch đó là tốt đẹp, thiện, lành. A là phủ định từ, thành ra không tốt đẹp, không thiện, không lành thì tức là bất thiện. Sa thú là bất thiện. Rồi đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Atano. Atta chia theo cách thứ sáu số ít. Atano mình dịch là của chính mình, của mình. Atta dịch là mình. Chữ Atta đây đó là nghĩa là mình. Atano là cách thứ sáu, thành ra mình dịch là của mình, của chính mình. Từ thứ hai, Ahitani là từ cái chữ ahita chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ata ani. Đây cũng là danh từ trung tính. Ahita chúng ta lại tách ra nữa là tiếp động ngữ á cộng với là hita. Tiếp động ngữ á có nghĩa phủ định, còn chữ hita, hita thì bà con chúng ta hay đọc cái từ này lắm. Đi khá rách tăng át tha giá hít ta giá xúc kha giá là mình cúng dường cái gì đó, cái mình cầu là mong được để coi át tha giá hít ta giá xúc kha giá là
Hitaya là được lợi ích nè, được an lạc lâu dài. Thì cái chữ hita đây đó có nghĩa là có lợi ích, mà tiếp đồng ngữ á phủ định, không có lợi ích tức là có hại. Thành ra ahita là có hại, hoặc mình dịch là không lợi ích cũng được. Không có lợi ích hoặc là có hại. Còn cái chữ chá, đây là liên từ có nghĩa và. Chúng ta bước sang đoạn thứ 3. Đoạn thứ 3. Chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên văn. Chữ văn ở đây đó là quan hệ đại danh từ. Quan hệ đại danh từ giá mà chia theo chia theo trung tâm. Cách thứ nhất, chữ văn thành ra nó có cái hình thức là văn. Còn nếu mà nam tính thì nó có cái hình thức là vô. Thành ra chữ văn ở đây đó mình dịch đó là việc nào, điều nào. Ở đây là chỉ việc. Thành ra mình dịch đó là việc nào, điều nào. Còn có khi đó quan hệ đại danh từ này chỉ cho người nữa. Mình dịch là người nào. Nhưng mà ở ở đây đó mình dịch là, ở đây có nghĩa đó là chỉ việc. Việc nào, điều nào. Chữ quê là một bất biến từ, có nghĩa là thật vậy, đúng vậy, quả vậy. Từ thứ ba hít tăng chá là hít tăng cộng với là chá. Thành ra chữ ăn mà nó đứng trước chữ chá đó, nó biến thành là chữ nhá. Nó nằm trong bọn đó, chá 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 nhá. Thì hít tăng là hít tá, danh từ trung tính chia theo chủ cách số ít. Thành ra nó có cái hình thức là ăn. Hít tăng hít tá chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi, là có lợi ích. Rồi từ cuối cùng, sa thun chá, là sa thun cộng với là chá. Sa thun là sa thú, danh từ trung tính chia theo chủ cách số ít, nó có cái hình thức là ung. Thì sa thú đồng nghĩa với là cú sa la, điều thiệt thiện, điều tốt đẹp, việc tốt đẹp. Hai chữ chá là liên từ có nghĩa và. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên tăng. Đây là chỉ định đại từ tá, mà ở đây đó là chia theo trung tính, thành ra chữ tăng này đó là chủ cách. Còn nếu mà nam tính đó, thành ra là số. Tăng này là chủ cách số ít. Thì chữ tăng này là chỉ thị đại danh từ, nhưng mà mình cũng dịch theo cái nhưng ở đây đó cũng chỉ cho việc chứ không phải là chỉ cho người. Thành ra đó là mình chữ tăng này là mình dịch đó là việc ấy, điều ấy. Tức là chỉ cho cái hành vi việc ấy, điều ấy. Rồi chữ quê là một bất biến từ, chúng ta đã lấy nghĩa trên, thật vậy, đúng vậy, quá vậy. Từ thứ ba parama đúc cả tăng, parama đúc cả tăng. Đây là một cái hợp từ, chúng ta tách ra parama cộng với là đúc.
kara, ha, mà chữ dukkara mình cũng tách ra nữa là du cộng với là kara. Parama đó, mình có cái từ là paramattha là chân đế, là pháp cao thượng cao tột, thành ra là chữ parama đây đó có nghĩa đó là cực cực khó ha. Chữ parama đây đó mình dịch đó là tối thượng ha. Tối thượng. Thì nếu mà đi nguyên cả cái cụm từ này nữa thì chữ tối thượng ở đây mình dịch là rất, tại vì chữ đú tiếp đồng ngữ đú đó có nghĩa là khó, kara đó là làm, đúc kara đó là khó làm, thì thêm một cái tiếp đồng ngữ parama trước nữa đó mà mình dịch đó là tối thượng khó làm đó thì nghe nó không có hay bằng là rất khó làm hay là cực kỳ khó làm. Dịch nguyên các cái cụm từ đó phải là như vậy. Paramadukka rằng là rất khó làm hay là cực kỳ khó làm. Hoặc là quý vị có thể dịch hai chữ rất, rất khó làm. Đó là khó, khó lắm đó. Bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè. Đoạn 1 và đoạn 2 câu, đoạn 3 và đoạn 4 là một câu. Đoạn 3 và đoạn 4 chúng ta thấy có cái văn tăng đó, đi theo một cái cụm thành ngữ, trạng ngữ, văn tăng. Đoạn 1, đoạn 2 chúng ta dịch nè. Asathuni. Asathuni là việc bất thiện hay là điều bất thiện. Chá và ahitani điều có hại. Sao mình dịch là việc đi ha. Việc bất thiện và việc có hại, tức là hành vi bất thiện và hành vi có hại. Atano của chính mình. Sukarani thì dễ làm. Cái đoạn này chúng ta thấy không có động từ, thành ra mình ngầm hiểu đó là có cái động từ to be nó ẩn đó. Mình dịch đẹp. Đó là một câu. Tới câu thứ hai nè. Dân, đây là chủ từ nè. Chúng ta dịch cái bất biến từ trước. Quê, thật vậy. Dân, việc nào. Dân, việc nào. Khi tăng chá có lợi và sa thun chá thiện thì tăng việc ấy. Chúng ta dịch cái chữ quê trước chứ, thì quê thật vậy, tăng việc ấy pa ra ma đúc ca răng rất rất khó làm hay là cực kỳ khó làm. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 163. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng về Tam Bảo. Dạ, đọc lại câu sau. Câu sau là để coi coi. Dân việc nào. Không không. Quê. Thật vậy, dân việc nào. Thí tanh chá có lợi và sa thun chá. Tốt đẹp đấy, tốt đẹp. Thì quê thật vậy, việc ấy pa ra ma đúc ca răng cực kỳ khó làm.
À, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ đến Đức Bổn Sư. Xin được cúng dường đến chư Tôn Đức và chia điều đến toàn thể bà con chư Phật tử cùng quý cô tu nữ. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Quốc Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Câu kệ pháp cú số 163 hôm nay chúng ta học nằm trong phẩm Atawakka, phẩm tự ngã, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến tỳ kheo Devadatta, Đề Bà Đạt Đa. Cuộc đời của cái vị tỳ kheo Devadatta này dài và có rất là nhiều sự kiện. Cái duyên sự để gợi mở đôi điều cho chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ Bali này đó. Duyên sự này đề cập về cái hành vi chia rẽ tăng của tỳ kheo Devadatta. Một lần nọ, tỳ kheo Devadatta thấy tôn giả Ananda đang đi trì bình khắc thực và đã nói lên cái ý định của mình đến tôn giả Ananda. Tỳ kheo Devadatta nói rằng: Này đạo hữu Ananda, tôi sẽ hành lễ phát lộ cùng các tăng sự riêng, không có hành tặng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Tôn giả Ananda nghe vậy xong im lặng, không có hoan hỷ, cũng không có chỉ trích, mà để đó. Sau khi đi khắc thực xong thì tôn giả trở về chùa gặp Đức Thế Tôn, bây giờ mới bạch lên Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, sáng nay con đang đi trì bình khắc thực, thì tỳ kheo Devadatta trông thấy con cũng đang đi trì bình khắc thực ở trong thành Vương Xá, cho nên vị đó đến và nói với con rằng: Này đạo hữu Ananda, kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không có hành chung với Đức Thế Tôn và tăng chúng nữa. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tỳ kheo Devadatta sẽ chia rẽ tăng, tức là sẽ hành lễ phát lồ và tăng sự riêng. Sau khi tôn giả Ananda bạch với Đức Thế Tôn dạy xong, Đức Thế Tôn Ngài đã thốt lên một cái lời cảm hứng. Giống như là Uda Ná vậy đó. Ngài ngâm rằng: Suka rằng sa thu na sa thu sa thu pa pe na dukka rằng pa pang pa pe na suka rằng pa pa ma ri ye hi dukka rằng. Câu kệ này được cái câu Uda Na này được Ngài Hòa Thượng Pháp Minh Ngài dịch
Thiện nhân hành thiện dễ dàng thay, ác nhân hành thiện khó chi tài. Ác nhân hành ác không gì khó, thánh nhân hành ác chẳng quen tay. À, tức là mình hiểu cái nghĩa thông thường ha, là như thế này. À, người thiện đó, mà làm điều thiện thì dễ. Làm điều thiện thì dễ. Người ác làm điều ác đó, thì dễ. Người ác đó, mà làm điều thiện đó thì khó. Và người thiện mà làm điều ác thì cũng khó. À, sau khi ngài ngâm cái cảm hứng như vậy xong, ngài mới dạy tiếp tôn giả Ananda. Này Ananda, việc làm đáng gọi là vô ích cho mình ấy, thì dễ làm. À, còn trái lại, việc làm hữu ích cho mình ấy, thì khó làm lắm. Nói vậy xong, ngài mới thuyết lên câu kệ. Sukarani asatuni attano ahita nicha yang we hitancha satuncha tangi parama dukkarang. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. À, quý vị quan nghĩ post cái bản dạ sa thú kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Ngài Hòa thượng Minh Châu dịch là: dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Ô, ngài Hòa thượng Minh Châu ngài dịch là tối thượng khó làm luôn á. Chúng tôi nãy dịch đó là cực kỳ khó làm, ngài dịch là tối thượng. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức đó thì dịch là: những việc xấu quấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than ôi, việc lành việc tốt quá trời khó hơn. Và rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, cộng thêm qua cái phần duyên sự đó, tức là những cái gợi ý để chúng ta hiểu ý nghĩa trong câu kệ đó. À, thì đây là các cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Thì câu kệ này á là cái câu kệ phái sinh từ cái Udana ở trên. À, thành ra đó là qua cái phần Udana ở trên này với cái câu kệ này nè, chúng ta có thể trộn lại với nhau. À, từ đó mình hiểu ngắn gọn đó là gì: người ác ta làm việc ác là dễ, người thiện đó làm việc thiện dễ, người ác làm việc thiện đó thì rất là khó, và người thiện đó làm việc ác cũng rất là khó. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi mình hiểu vậy đó thì bây giờ mình phải có cái khả năng đó là phân tích rộng nó ra để hiểu theo ở các cái cấp độ khác nhau. Và ở các cái cấp độ khác nhau. À, thì ở cái câu kệ pháp cú này nè thì có thêm một cái từ đó là thi táo, là có lợi ích. À, việc thiện mà việc đó đó còn có cái lợi ích nữa. À, thì lợi ích ở đây đó thông thường chúng ta hiểu đó là có lợi cho mình nè, có lợi cho người và có lợi cho cả hai. À, có những việc làm đó mình làm có lợi cho người nhưng mà không có lợi cho mình. À, có những việc làm đó mình làm có lợi cho mình nhưng mà không có lợi cho người. À, có những việc làm đó mình làm có lợi cho mình và có lợi cho người luôn, tức là có lợi cho cả hai. À, thì tất cả những cái việc làm mà đưa đến có lợi vậy đó thì xin thưa quý vị, những việc làm đó đều thuộc về thiện nghiệp cả. À, thiện nghiệp đó thì mới đem đến cái lợi. À, thiện nghiệp đó mới đem đến cái an vui. À, và trong cái lợi hay trong cái an vui đó thì có khi lợi cho mình, có khi đó lợi cho người, có khi lợi cả hai. À, chúng tôi lấy ví dụ vậy. Khi mà mình ngồi tu thiền đó, xin thưa quý vị, thì ngay khi đó là có lợi cho mình. À, nhưng mà đâu có lợi cho người khác đâu.
Rồi khi mà chúng tôi giảng pháp cho quý vị nghe vậy nè, thì quý vị thấy đó là có lợi cho chúng tôi hay có lợi cho quý vị, hay là có lợi cho cả hai? Có lợi cho cả hai. À, khi chúng tôi giảng pháp là cố gắng dùng cái trí tuệ của mình để hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong lời dạy của Đức Phật. À, rồi cũng dùng trí tuệ đó diễn đạt sao đó để cho quý vị nắm bắt được ý nghĩa ẩn chứa trong cái câu kệ này. Đó thì tức là chúng tôi đang làm lợi cho mình nè. À, qua cái giảng pháp này khiến cho sự hiểu biết trí tuệ chúng tôi tăng lên. À, rồi cũng khiến cho quý vị đó là biết những cái chưa biết, hoặc là gì, biết rõ ràng sâu sắc hơn những cái quý vị đã biết. Ở đây là làm lợi cho cả hai. À, thì chúng ta có thể hiểu và gộp nó lại, cứ nghiệp thiện hay là điều thiện, việc thiện, à, thì đều mang đến lợi ích. Cái việc mà chúng ta xác định ha, có lợi cho mình, hoặc là có lợi cho người, hoặc là có lợi cho cả hai đó, thì nó nằm ở đằng sau. À, nó nằm ở đằng sau. À, cái đó đó, à, chúng ta chịu khó để ý thì chúng ta sẽ phát hiện ra, sẽ thấy ra. À, và à, từ cái chỗ đó, đó mà ở đây ha, à, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong cái câu kệ này đó. À, thì chúng ta chỉ tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa câu kệ này qua nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thôi. Giống như trong câu Đà Ná ở trên đấy, xin quý vị, đó là người thiện làm việc thiện đó thì dễ. Vậy thì người thiện là người như thế nào? À, rồi người ác đó, làm việc ác thì dễ. Vậy thì người ác là người như thế nào? À, việc thiện là việc gì? Điều thiện là điều gì? Việc ác là việc gì? Điều ác là điều gì? À, thì hai cái này đối lại nhau xin đúng gì? Nghiệp bất thiện, giờ nói theo ví dụ pháp này. Nghiệp bất thiện đó là nó có cái con số xin thú gì? Là 12 tâm bất thiện nè, cộng với là 27 sở hữu hợp, thể hiện qua ý hành, thể hiện qua thân hành, thể hiện qua khẩu hành. À, thì khi đó nghiệp bất thiện được tác thành. Dạ, nghiệp bất thiện được tác thành. À, thì 12 tâm bất thiện đó đó thể hiện qua thân hành là như thế nào, thể hiện qua khẩu hành là như thế nào, thể hiện qua ý hành là như thế nào. À, thông thường ha, mình hiểu nè, 12 tâm bất thiện đó thể hiện qua thập ác nghiệp á. À, thì có đó là thân tam nè, khẩu tứ nè, ý tam. À, thân tam đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. À, thì trong cái sát này đó mình hiểu rộng ra là đánh đập luôn. À, đánh đập. À, cái đánh đập này nè ha, mình cũng hiểu ra luôn là bất kỳ một cái hành động nào thuộc về thân, à, mà khiến cho đối tượng, đối phương đó không có hài lòng đó, thì cái đó đó được gọi là thân nghiệp bất thiện. À, ví dụ như đây ha, mình không đánh người ta đó, mà mình lấy một cái ngón tay đó mình chỉ người ta đó xin thưa quý vị, rồi cái mặt mình đó là gì, trợn lên hả, lúc đó mình đâu có đập người ta đâu. À, nhưng mà cái hành động chỉ đó đó, chỉ đó là bằng thân nè, cái tay mình chỉ, à, khiến cho người ta đó là khó chịu, người ta bực bội đó, thì cái đó đó được gọi là thân hành bất thiện. À, rồi khẩu hành bất thiện. À, hoặc là ha, thân hành bất thiện là còn nữa nè, ví dụ như là mình biểu môi đi sư thúc gì, à, người ta làm cái gì đó cho mình đó ha, bắt đầu đó là mình không hài lòng cho mình biểu môi á. À, hoặc là mình trợn mắt lên á. À, thì cái biểu môi này nè nó cũng thuộc về thân hành, cái trợn mắt lên đó, nó cũng thuộc về thân hành. À, thì cái biểu môi này, cái trợn mắt này nè có khiến người ta đó là khó chịu không, hay là khiến người ta vui? Xin thưa quý vị, khiến người ta khó chịu. À, thì cứ hễ một cái hành động nào đó ở trên cái thân này của mình, à, nhíu mày nè, trợn mắt nè, khiến người ta khó chịu, thì cái đó là thân nghiệp bất thiện.
trợn mắt nữa, biểu môi nữa, chỉ trỏ gì đó, hay dậm chân dậm cẳng gì đó. À, mặc dù là không có đánh đấm ta đâu. À, hoặc là gì? Người ta đang yên lặng đó ha, mà mình đi đó xin thú vị. À, cái bắt đầu cái mình kéo dép đó, mình kéo guốc lê lên, tạo ra tiếng động lớn lên. Đó, cho người ta đó là không có tập trung được. Thì cái đó đó cũng là thân hành bất thiện. À, mình hiểu rộng nó ra vậy. À, từ thân ác nghiệp mình hiểu rộng nó ra thành thân bất thiện, thân nghiệp bất thiện. Rồi khẩu nghiệp bất thiện cũng vậy. À, khẩu nghiệp bất thiện mình suy ra từ cái ác nghiệp. À, khẩu ác nghiệp là có bốn. Nói láo nè. À, nói lời độc ác nè. À, nói tám nhảm chí vô ích nè. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó ha, khi mà mình cười gọi là cười điếu á, thì cái cười điếu đó của mình đó, cười ra tiếng đó nha, xin thưa quý vị, phải phát ra tiếng nha, chứ còn nếu mà không phát ra tiếng thì lúc đó nó trở thành là biểu môi. À, biểu môi thì nó thuộc về thân, nó thuộc về thân hành. Khẩu hành đó là phải có lời, phải tạo ra tiếng thì mới được gọi là khẩu hành. À, khẩu là lời mà. À, cho nên đó là mình gọi là mình cười điếu đó. À, là cười gì đó, cười dê gì đó, đại loại vậy. À, thì cái đó đó là khẩu nghiệp bất thiện. À, rồi bất thiện là sao? Ý nghiệp bất thiện á, thì mình cũng suy ra từ cái ý nghiệp ác. Ý nghiệp ác đó là suy nghĩ tham ác nè, sân ác nè, tà kiến ác nè. À, thì bây giờ đó mình suy nghĩ không có tham ác lắm. À, suy nghĩ không có sân ác, suy nghĩ không có tà kiến ác. À, thì cái không đó đó, à, xin lỗi, không phải là suy nghĩ không có tham ác ha. Tham ác đó là mình suy nghĩ làm sao đó để cướp đoạt của người ta. À, có thể dẫn đến đó là khiến cho người ta tan nhà nát cửa nè. À, khiến cho người ta đó là thân bại danh liệt. À, bây giờ mình không suy nghĩ vậy, mà mình suy nghĩ đó là gì? À, nhẹ nhẹ hơn tí. À, là người ta chưa có tan nhà nát cửa, người ta chưa có thân bại danh liệt. À, sân ác đó. À, là mình suy nghĩ đến hủy hoại đối tượng. À, tức là mình không có xe, người ta có xe. À, cái khởi lên cái ý muốn là chiếc xe đó nó hư đi. À, thì bây giờ đó mình không có suy nghĩ mạnh vậy, mà suy nghĩ nhẹ nhẹ hơn tí. À, thì cái đó là ý bất tiện. À, rồi tà kiến ác. Tà kiến ác tức là đoạn kiến. Thì bây giờ mình suy nghĩ liên quan tới thượng kiến. À, thì khi đó đó là ý nghiệp bất thiện được tạo. Ngược lại, ngược lại bất thiện đó là thiện, là nghiệp thiện. À, thì nghiệp thiện động lắm chứ, thưa quý vị. À, nghiệp thiện đó thì mình ai mà học cái diệu pháp đó, mình nói theo con số đó. À, tâm thiện có bao nhiêu tâm thiện, xin thưa quý vị? Tám đại thiện. À, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc là 17, 20 tâm đạo là 37, 37 tâm thiện cộng với là 38 sở hữu hợp, đó là pháp thiện. À, pháp thiện đó hiện bày qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Đó, thì khi đó đó là nghiệp thiện được tác thành. À, nghiệp thiện được tác thành. À, do có trí tuệ khi mình hiểu biết về cái hậu quả đó của cái nghiệp ác, thành thử ra là gì? Mình cam tâm tình nguyện không có đánh đập sát hại chúng sinh khác nữa. À, thì nó thể hiện qua thập thiện nghiệp đạo. À, cũng là thân tam khẩu tư ý tam. Từ thân tam khẩu tư ý tam đó đó, cái mình hiểu rộng ra. À, thì lúc đó đó được gọi là nghiệp thiện. À, rồi nữa là nghiệp thiện này đó còn được hiện bày nhiều, nhiều khía cạnh ở trong đời sống của mình.
như là mình bố thí. À, bố thí có phải là nghiệp thiện không, xin thú gì? Phải. À, tùy hỷ giới cái việc làm thiện của người khác. À, thì đây cũng là nghiệp thiện. À, mình bố thí, mình tùy hỷ này, tức là mình có phước này, xong rồi mình đem đi cho. Đem phước đó mình đi cho luôn, là hồi hướng đó. À, thì hồi hướng đó cũng là nghiệp thiện. À, giữ giới này ha, thì cung kính, phục vụ, tức là giúp đỡ người ta. À, dùng cái sức của mình để đi phụng sự. À, phụng sự cho đạo pháp. Đó thì đó là nghiệp thiện. À, rồi là nghe pháp nè, nói pháp nè, tụng kinh nè. À, rồi là tu tiến. À, thì tu tiến ở đây đó có hai là tu thiền chỉ và tu thiền quán, hay là tu thiền định và tu thiền tuệ. À, tu thiền định thì mình cần phải ngồi. À, chứ còn tu thiền tuệ đó thì mình đi tu cũng được, mà đứng tu cũng được, ngồi tu cũng được, nằm tu cũng được, miễn làm sao là gì, mình ghi nhận ha, theo dõi tất cả các cái hoạt động của thân và tâm này để nhận ra được cái sự sai khác, à, sanh lên diệt mất đi của các cái hoạt động đó. À, như mình đang ngồi nghe vậy nè, à, cái mình nhận ra được là lỗ tai mình đang làm việc, à, lỗ tai mình bắt cảm thinh. Ông đừng nói cái là ông ở đây tức là chúng tôi đó, quý vị nghe chúng tôi nói. À, ông sư ông ngừng nói một cái là mình không nghe. À, thì xin thưa quý vị đó, tâm của mình đó, nói theo thức đó, là có sao nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì cái lỗ tai mà không làm việc đó là cái lỗ mũi sẽ làm việc, con mắt sẽ làm việc, cái lưỡi sẽ làm việc, cái biểu bì đó, da này sẽ làm việc, hoặc là gì, ý cái tâm đó làm việc. Sáu thức này nó thay phiên nhau, nó làm việc liên tục. À, cho nên đó là gì, làm sao đó mà mình nhận ra cho kịp cái nào nó đang làm việc. Dạ thì xin thưa quý vị, đó là mình nằm mình cũng có thể theo dõi được, theo dõi các cái hoạt động đó, đó nó hiện bày ra theo nhiều kiểu lắm, xin thưa quý vị. À, có khi là gì, nó hiện bày ra đó thành thọ, nó thành các cái cảm giác đó, đó là vui buồn sướng khổ, đó cái mình theo dõi mình ghi nhận được. À, có khi là nó hiện bày ra những cái suy nghĩ, à, tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. À, thì những cái suy nghĩ đó, đó mình có thể nói đó là pháp. À, rồi có khi đó là gì, nó hiện bày qua là hơi thở nè, qua các cái động tác, à, đại quay nghi, tiểu quay nghi. À, rồi có khi là nó hiện bày qua cái dòng tâm thức sanh diệt, à, sự bực bội khởi lên nè, rồi hết sự bực bội nè, cái bắt đầu là gì, thích thú cái này cái kia nè, nó khởi lên rồi nó hết rồi nó bắt đầu là gì. À, khởi lên nè, cái sự hiểu biết về nhân nè, quả nè, vân vân, tức là các cái loại tâm, à, nó khởi lên. À, tâm sân khởi lên rồi mất, tâm tham khởi lên rồi mất, tâm thiện khởi lên rồi mất. Thì mỗi một đối tượng, à, xin lỗi, mỗi một loại tâm nó khởi lên, nó xin thú vị, nó có cái hiện bày rõ ràng, tức là có cái trạng thái rõ ràng. À, và mỗi một loại tâm nó sanh lên vậy, nó cũng đều có cái đối tượng riêng của nó. Đó, mình theo dõi, mình nhận diện ra được vậy đó. Thì đó, được gọi là mình đang tu thiền quán. À, tu Vipassana không nhất thiết là ngồi, mà có thể đó là đứng, nằm cũng được. À, thì ngay khi ha, mà mình có theo dõi, có quan sát, có ghi nhận
các cái hoạt động đang diễn ra vậy đó thì là nghiệp thiện, đáng được hình nắm. À, khi mà mình đã xác định được ha, nghiệp thiện và nghiệp ác, à, xin lỗi, nghiệp bất thiện, nghiệp thiện cũng hiện bày qua khẩu, thân và ý, nghiệp ác cũng hiện bày qua thân, khẩu và ý. À, thì vấn đề bây giờ chúng ta cần phải hiểu đó là gì. Đối với chúng ta ở đây, đối với chúng ta ở đây đó, à, thì mình thấy rằng ha, à, mình à, nói lời thiện đó, dễ hay là khó? Mình nói lời ác đó, dễ hay là khó? À, mình là người thiện hay là người bất thiện? À, xin thưa quý vị, khó xác nhận lắm đó nha. Khó xác nhận ha, mình là người thiện hay mình là người bất thiện lắm đó nha. À, tại sao chúng tôi nói vậy ạ? À, đối với phàm phu đó, xin thưa quý vị, là à, phàm phu này ha, mà vô văn này ha, không học, không hiểu này ha, không thực hành theo pháp bậc thánh á, à, thì tính chất bất thiện đó nổi trội. Còn phàm phu này ha, có văn, có học, có hiểu, có tin, có thực hành theo pháp của bậc thánh, tức là dạy của Đức Thế Tôn đó, à, mà chưa thành thánh, à, thì tính chất thiện nổi trội, tức là nhiều hơn. À, rồi còn à, thì mình miễn bàn, xin thưa quý vị, bậc thánh thì dù cho họ có pháp bất thiện đi nữa cũng ít xíu. Ở đây chúng ta phân chia ra hai hạng người vậy. À, thì xin thưa quý vị, đối với mình đây nè, bản thân chúng tôi đó là người xuất gia luôn đi, à, thì cũng không không thể nào không 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 xác định được rằng mình là người thiện. Có khi là thiện, có khi là bất thiện. Thiện hay là bất thiện đó là nó tùy thuộc vào pháp thiện hay pháp bất thiện sanh khởi. Khi nào pháp bất thiện đang sanh thì ngay khi đó đó người đó là người bất thiện. Còn khi nào pháp thiện đang sanh thì ngay khi đó người đó đó là người thiện. Thì chúng tôi xin hỏi quý vị chứ, trong ngày, trong ngày ngày 24 tiếng đồng hồ, trừ ra 8 tiếng ngủ nghỉ còn là 16 tiếng, có bao nhiêu tiếng đồng hồ tâm thiện sanh lên cho mình? Cực kỳ ít. Dạ ít lắm, xin thưa quý vị. Bản thân chúng tôi nhiều khi theo dõi thấy ít lắm, chứ không nhiều đâu. À, ví dụ như giờ đang giảng pháp quý vị, à, đang rất là quan hỷ chú tâm giảng pháp cho quý vị nghe vậy ha, mà gì đó có tiếng chó rồi nó sủa trời đất lên cái đó là có khi đó là sự bực bội nó sanh rồi. À, hoặc là đang giảng pháp ngon lành vậy ha, có con muỗi nó chích vô một cái đó, là bắt đầu bực bội sanh rồi. À, rồi đó ha, à, đang giảng pháp cho quý vị ngon lành vậy ha, à, có ai chát lên cái dòng nó khen mình cái, thí dụ vậy, là đôi khi có cái sự thích thú, là thích được khen. À, thì thành ra kể cả trong ha, trong cái lúc giảng pháp là mình chú tâm này, ha, an trú ở trong thiện pháp đó, nhưng mà pháp bất thiện nó cũng vẫn cứ len lỏi vào. À, từ chỗ đó đó mình khó xác định được ở trong một ngày 16 tiếng đồng hồ đó là tính chất của loại pháp nào nó sanh nhiều. Khó lắm, xin thưa quý vị. À, rồi ha, cho đi ha, cho mình xác định được mình là người thiện. À, mình là người thiện. Người thiện ở đây đó, mình lấy cái mức tương đối, có nghĩa là trong một ngày 16 tiếng đồng hồ đó đó, pháp thiện sanh khởi trong mình đây nè, trong thân ngũ uẩn này nè, nói theo tục tế trong thân ngũ uẩn này nè, nhiều hơn là pháp bất thiện, thì được xem như là người thiện đi.
À, giờ chúng tôi xin hỏi quý vị ha, chứ khi mà mình đã xác định mình là người thiện vậy đây, bây giờ mình làm việc thiện đó, dễ không? Cũng chưa chắc đâu nha. À, cũng chưa chắc là đã dễ đâu. Kể cả mình là người thiện mà làm việc thiện đó, thì ở đây chúng tôi đang nói phàm nha, xin thú vị cho chúng tôi không nói thánh này nha. À, thì đối với phàm phu đó, xác định là thiện này, nhưng mà làm việc thiện cũng khó nữa đó, xin thú vị, chứ không phải là dễ đâu. Thì ở đây đó, như khi nãy chúng tôi nói ha, thiện có nhiều cấp độ, bất thiện cũng có nhiều cấp độ. À, thiện mà dễ dễ đối với mình đó là thí dụ như gì? À, bố thí ít ít nè. À, rồi là gì, tùy hỷ ít ít nè, à, hồi hướng ít ít nè, đó thì nó dễ. À, nhưng mà nếu đạt đến cái trạng thái bố thí cấp cao đó thì khó vô cùng. Bố thí cấp cao là sao? Bố thí cấp cao đó ha, là cho cái mình quý. À, rồi sau khi cho xong mà không có nhớ nữa đó, không có quan tâm, không có để ý đến đó, là khó nữa. Mình thử hỏi quý vị đó, chứ mình là người thiện mà mình làm được cái việc đó không? Câu chuyện ghi lại ở trong trong kinh mà cũng xin lỗi với quý vị là chúng tôi quên để nằm đâu. Có một cái vị tướng kia rất là giỏi, quyền hành ở trong tay đó rất là rộng. Thì cái vị quân sư của vua đó mới tư vấn cho vua rằng để vị tướng đó, đó trung thành bảo vệ lãnh thổ cho vua đó, thì vua nên ban cho cái vị tướng đó cái gì đó, đó mà thật là đặc biệt. Cái gì đó mà vua thích này, rồi cái vị tướng đó cũng thích. Thì ngó qua ngó về đó, ông vua ông có ông cô Ái Phi. Cô Ái Phi này cái vị tướng đó cũng thích, mà ông vua cũng cực kỳ thích. À, cái vị quân sư đó mới kêu vua đó là ban cái vị Ái Phi này cho vị tướng kia. À, để vị tướng kia đó người ta giữ cái lòng trung thành với mình. Đó thì để bảo vệ giang sơn cho nên đó là vua cắt ruột. Có thể nói là vậy đó. Ban cái cô Ái Phi này cho cái vị tướng đó. Nhưng mà sau khi cho rồi nữa, cũng còn tư tưởng nhớ nhung. À, mà còn tư tưởng nhớ nhung tức có nghĩa là gì? Mình là vua mà. Thành ra có thể là tìm cách để lấy về lại. À, quân sư mới nói đó, mình cho cái mình quý nè, nhưng mà giờ đừng có nhớ, đừng có quan tâm, đừng có nghĩ đến nữa đó. À, thì cái vị tướng kia đó mới cảm kích. À, và vua đã nghe lời của cái vị quân sư này, vua làm được. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, chứ muốn làm được đó không phải là ngày một ngày hai đâu. À, phải tập từ 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 sau đó đó mới bỏ được. À, thành ra mình là người thiện nè, nhưng mà mình cho cái quý của mình nè là khó lắm rồi đó. Rồi sau khi cho xong mà mình còn mình không có thèm nhớ tới đó thì càng khó nữa. À, thì đó mới là trên phương diện bố thí. Rồi qua trì giới đi. À, qua giữ giới đi. Mình cũng là người thiện nè ha. À, nhưng mà có những cái việc mà nó xâm hại đến cái quyền lợi của mình ha, có khi đó mình kiềm chế được. À, nhưng mà xâm hại đến cái quyền lợi của người thân 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 cực thân của mình thì mình lại không có kiềm chế được, mình không có giữ được. À, chúng tôi có một cái khuyết điểm. Ai mà chửi chúng tôi đã chê chúng tôi có thể đó ha, là ngay lúc đó, đó thì hơi bực bội một tí, nhưng mà chút xíu sau đó thì kiềm chế được. À, nhưng mà
ai mà chửi bới chê mẹ của chúng tôi thì nhỉ? Chúng tôi có khuyết điểm gì đó, bối vô cùng. À, thì đây là chúng tôi đang lấy bản thân của mình để làm ví dụ. À, thì nếu mà bực bội khó chịu vậy đó thì sẽ dễ dàng dẫn đến trả đũa đó, xin tôi à, là nói lại. À, mà nói lại đó thì lúc đó mình đâu có kiềm chế, đâu có gìn giữ được cái nghiệp giới. À, tức là giới mà liên quan đến khẩu nữa. Ừ, bà con chúng ta có nhận ra, có thấy ra vậy không? À rồi, nghiệp ý. À, mình là người thiện rồi nè ha. Thì thử hỏi bây giờ, hỏi quý vị ha. Chứ ha, mình có khả năng đó, trú tâm của mình trên một đối tượng nào đó đó chừng phút không? Một phút thôi. À, rất là khó, xin quý vị. À, thì thành ra đó là người người thiện này làm việc thiện ở cái cấp độ cao cao vậy đó. Còn khó vậy đó. À, cho đừng có nói chi tới là người ác. À, người ác làm việc thiện đó thì càng khó nữa rồi. Bởi lẽ sao à? Do cái thường cận đó, xin quý vị. À, thường cận từ đời xưa kiếp trước đó, nhiều kiếp người ta đã từng quen thực hành khẩu nghiệp bất thiện, thân nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện vậy. À, thành ra bây giờ đó mà kêu người ta thay đổi thì nó rất là khó. À, một người mà quen ăn ngon đó, bây giờ quý vị kêu họ bỏ đi à, thì khó vô cùng. À, một người mà quen mặt đẹp, bây giờ mình kêu người ta bỏ đi, khó vô cùng. Một người ham chơi mà bây giờ mình kêu người ta bỏ đi, khó vô cùng. Là vì lý do người ta đã quen vậy rồi. Cái thường cận đó nó tai hại vậy đó, xin thưa quý vị. Cái thường cận thiện đó ha, thì mình thấy đó là tốt đẹp. Một người mà có cái thói quen cứ sáng thức dậy cái đó, chưa có rời khỏi giường là nằm tụng kinh đó, hoặc là rải tâm tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì đó. Cái thường cận đó đó rất là tốt mà. Quý vị thấy có tốt mà. Rồi nữa, một người cứ tới ngày sám hối đó là đi đến chùa nữa, lễ bái tam bảo nè, nghe pháp, cái thường cận này tốt. Đó, tạo ra cái thường cận thiện nghiệp vậy đó, thì thường cận thiện nghiệp này lúc mà lâm chung đó nó sẽ dễ dàng cho quả dẫn người đó đi tái sanh. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, để có được cái thiền thường nghiệp thiện vậy đó thì là nó khó rồi, khó lắm. Mãi cho đến giờ này nè ha, mà chúng ta thấy đó mình vẫn còn đây nè, chứ mình chưa có lên nắp bàn. À, thì điều đó có nghĩa là cái gì? Cái thường nghiệp thiện của mình nó cực kỳ ít, mà cái thường nghiệp bất thiện đó thì là nhiều. Ai trong đời sống này cũng thích ăn ngon mặc đẹp, ai trong đời sống này cũng thích được người khác nể trọng, kính trọng, thương yêu. Giá thích vậy đó, nhưng mà không có làm, không có tạo cái nhân tương ứng. Giá không có tạo cái nhân tương ứng. À, và cứ quen theo cái kiểu đó là gì? Không thích làm mà là thích có ăn. À, và có những cái hành vi đó sống theo kiểu bản năng. À, tức là chửi mình chửi lại. À, ai ăn cắp của mình đó là mình bật lại. À, mình cắp lại. Đó là vì do cái thói quen vậy đó, thói quen sống bất thiện vậy đó. À, thì thành ra mãi cho đến giờ này mình vẫn cứ còn luân hồi vậy nè. Và vì thói quen bất thiện vậy đó, cho nên đó đối với chúng sinh phàm phu đó, việc làm ác rất là dễ. À, nhưng mà việc làm thiện đó thì khó vô cùng.
À, khó vô cùng, như giờ chúng tôi trình bày cho quý vị đó ha. Ai mà quen ăn ngon đó, bây giờ biểu người ta bỏ ăn ngon đi là khó vô cùng. À. Chúng ta thấy ở trên thế giới này ha, có bao nhiêu người là Phật tử, à, được gọi là Phật tử đó. Trên thế giới hiện giờ đó là có khoảng 6-7 tỷ người. Đó thì trong số 6-7 tỷ người đó là có bao nhiêu người đi theo Phật giáo, và trong số những người đi theo Phật giáo đó, đó có bao nhiêu người thật sự quan hệ thích thú trong việc bố thí? Không nhiều đâu, xin thưa quý vị. À, không nhiều đâu. À, bố thí tức là cái gì? Biểu người ta sống nới rộng bằng tay, biểu người ta sống đó, bỏ, giảm cái sự buồn xỉn. À, khó lắm xin thưa quý vị. À, thành ra ở trong cái trong pháp gọi là tuân tự pháp. Tuân tự pháp mà lúc đầu á, thời gian đầu đó, khi gặp cư sĩ đó, Đức Thế Tôn thường thuyết á, thuyết về năm pháp tuân tự đó, là bố thí nè, trì giới nè, cảnh giới chư thiên nè ha, rồi là khổ cảnh nè, rồi là xuất ly. À, thì trong chú giải ta bây giờ thích đó là bố thí khổ. À, cái người ta tạo ra nè bằng mồ hôi nước mắt, đôi khi đó bằng máu biểu người ta bỏ ra khó. Dạ khó vô cùng. À, là vì do từ trước tới giờ người ta đã quen vậy rồi. À, cứ cái gì tạo ra được là cố gắng gìn giữ để xài cho mình, giữ để cho con cái mình xài, gìn giữ để cho thân bằng của thùng nước mình xài thôi. À, chứ còn mà bỏ ra vậy đó thì nó uổng quá. À, từ cái chỗ đó nó mới gọi là khó. À, người bất thiện đó mà thực hành việc thiện, điều thiện là khó. À, rồi hồi đó giờ đó cứ mình cứ quen lại gì, à, thượng cắn tay, hạ cắn chân ha, mũi cắn bập, kiến cắn bập. À, côn trùng mà bò vô nhà đó là đi sai chỗ dịp, quen vậy rồi. Cái bây giờ đó là gì, biểu mình đó là gì, sống có tình thương mến thương đối với muôn loài, à, sống chan hòa đối với muôn loài. À, nó cắn mình đó thì mình phủi, mình thổi nó ra thôi. Theo quý vị dễ hay khó? Khó vô cùng. À, bố thí khó dẫn đến đó trì giới khó. À, rồi ha, mình thích sống ở trong cái cuộc đời này nó có nhiều cái thú vui, nhiều cái thú tiêu khiển. Thì bây giờ đó biểu mình là gì, thấy cái cuộc đời này nó vui ít khổ nhiều nè, bỏ nó đi, từ bỏ nó đi, thì quý vị thấy khó hay vậy? Khó nữa, chả khó nữa. Ở trong duyên sự này đó thì gợi ý cho chúng ta qua cái hành vi cái rẻ tăng của Tỳ Kheo Địa Bà Đạt Đa thôi đó, nhưng mà mình hiểu rộng nó ra vậy. À, những cái nghiệp bất thiện đó, à, mình thấy nó dễ làm hơn là nghiệp thiện. À, và với những ai hiểu ra, thấy ra cái giá trị của mỗi mỗi loại nghiệp, nghiệp bất thiện cho quả khổ đau, nghiệp thiện cho quả tốt, quả an lành. À, thì từ cái chỗ mà thấy hiểu ra giá trị mặt phải mặt trái vậy thì bắt đầu là gì, mới từ bỏ dần đi nghiệp bất thiện và phát triển làm nhiều hơn nghiệp thiện. À, với người mà thấy vậy đó thì mới có được cái sự tiến bộ, còn không đó, à, không đó, không có thấy ra được điều đó rồi không có cố gắng đó thì mình không có được cái sự tiến bộ. À, chúng tôi đã trình bày và phân tích cho quý vị thấy ha, nghiệp thiện là gì, nghiệp bất thiện là gì. Và tại sao đó đối với người thiện, đối với người đó mà tạo nghiệp bất thiện đó thì nó dễ dàng, còn đối với cái người mà tạo nghiệp thiện đó thì nó khó khăn. À, dạ, nó khó khăn. Và cái lợi lạc, cái kết quả hay là cái kết quả đó của nghiệp bất thiện là gì, nghiệp thiện là gì, từ chỗ mình xác định ha,
kết quả của nó đó, bắt đầu đó là mình mới có cái sự lựa chọn sao cho nó đúng đắn, để bản thân của mình đó có được cái sự lợi lạc. Thiện nghiệp mặc dù cũng khó làm vậy, nhưng mà khi mà mình làm được thì mình sẽ đạt được cái quả khó đạt được. Cái quả cao tột được của cái khó đạt được đó đó là chỗ nương khó có được đó, xin thú gì? Chính là A-la-hán thánh đạo. A-la-hán thánh đạo là nghiệp thiện cao nhất. Khi đạt được đến cái nghiệp thiện đó đó thì mình không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là không còn trở lại cái cuộc đời này nữa. Thì ước mong chúng ta, tất cả chúng ta nhận ra được điều đó, rồi cố gắng tạo nghiệp thiện. Nghiệp thiện nào mình đã làm được rồi thì cố gắng duy trì, nghiệp thiện nào mình chưa làm được thì cố gắng tập để làm cho được. Làm cho đến khi nào đó mà mình đạt được đến cái nghiệp thiện cao tột thì thôi. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 163 tại đây. Phước báo pháp sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm mạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai tùy ý được, xin hãy tùy ý với phần phước này để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đông chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh